Quản lý dự án xây dựng là một quy trình phức tạp, nhiều bên tham gia với khối lượng dữ liệu và thông tin cần trao đổi rất lớn. Với quy trình truyền thống, có ít nhất 3 đến 5 công cụ trao đổi thông tin được sử dụng đồng thời, dẫn đến sự hỗn loạn và chồng chéo thông tin. Autodesk Build cung cấp một bộ công cụ giúp số hóa các hoạt động công trường và quản lý dự án. Quy trình quản lý dự án được kết nối trong một nền tảng môi trường dữ liệu chung duy nhất. Các thông tin được hệ thống và sắp xếp thành loại thông tin có thể kể đến như file, giải pháp mang đầy đủ các chức năng của một CDE tiêu chuẩn, hỗ trợ truy cập quản lý tài liệu, bản vẽ với hơn 60 định dạng tập tin 2D và 3D. Issue, quản lý tập trung tất cả các vấn đề phát sinh, theo dõi việc xử lý các vấn đề ngăn chặn sự chậm trễ và đáp ứng nhanh chóng các yêu cầu thay đổi trên dự án. Submittal, điều phối và quản lý các biên bản đệ trình trong một nền tảng duy nhất. Các bên tham gia có thể dễ dàng tạo ghi chú và tiến hành duyệt đệ trình trực tiếp thông qua công cụ. RFI, quản lý những câu hỏi và yêu cầu chung mà các bên cần phải giải quyết đảm bảo đơn vị nhà thầu nhận được thông tin và thực hiện đúng tiến độ công việc. Meeting, giải pháp hỗ trợ người dùng tổ chức và ghi lại các biên bản cuộc họp, đảm bảo quản lý các quyết định được đưa ra trong cuộc họp. Photo, cung cấp giải pháp quản lý và chia sẻ chi tiết công trường dự án thông qua hình ảnh và video được ghi lại. Autodesk Build cũng cung cấp giải pháp kết nối giữa văn phòng và công trường thông qua ứng dụng di động. Các bên tham gia dễ dàng làm việc trực tiếp trên các bản vẽ và theo dõi tiến độ từ bất kỳ thiết bị nào. Qua đó kết nối các kế hoạch và dữ liệu trong suốt các giai đoạn thực hiện dự án, giảm thiểu thời gian xử lý thông tin và sai sót giao tiếp. Dựa vào các thông tin được tổng hợp trên môi trường dữ liệu chung, chủ đầu tư hoặc ban quản lý dự án dễ dàng phân tích thông tin và tạo ra các báo cáo, dashboard. Qua đó đánh giá được tình trạng sức khỏe của dự án, đồng thời đánh giá được năng lực làm việc của các bên tham gia dự án. Với Autodesk Build, bài toán tối ưu hóa quy trình trao đổi thông tin giữa các bên liên quan không còn là vấn đề đáng lo ngại của chủ đầu tư và các đơn vị quản lý. Là một phần của nền tảng Autodesk Construction Cloud, Autodesk Build mang đến giải pháp tích hợp môi trường dữ liệu chung giúp chủ đầu tư dễ dàng quản lý và trao đổi thông tin trong suốt vòng đời dự án.